Từ giữa năm 2022, nhiều tác động bất ổn trên thế giới đã đẩy giá phân bón liên tục tăng cao. Tuy nhiên, đầu năm 2023 đến nay, giá các mặt hàng phân bón dần hạ nhiệt. Một trong những nguyên nhân là do các nhà máy chế biến phân bón trong nước đã có đủ nguyên liệu sản xuất cung ứng cho thị trường. Khảo sát trên thị trường, giá hầu hết các loại phân bón đang duy trì ở mức thấp với nhiều chủng loại và nguồn cung dồi dào. Thị trường phân bón tại Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu được phân phối từ các đại lý tư nhân, tập trung nhiều nhất ở các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Theo các đại lý cung ứng phân bón, bắt đầu bước vào cuối vụ đông xuân 2022-2023, giá các loại phân bón liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm và hiện nay, trước thềm vụ hè thu 2023, giá phân bón đã giảm sâu, gần trở về mức chưa có xảy ra tăng giá đột biến từ giữa năm 2022. Một số loại phân được nông dân sử dụng nhiều trong gieo trồng như UJ, NPK, Đạm Phú Mỹ, Cà Mau giảm từ 300 đến 400 ngàn đồng một bao 50 kg. Các loại phân bón khác như đầu trâu siêu lúa 123 cũng được điều chỉnh giảm từ 100 đến 300 ngàn đồng một bao 50 kg. Theo các đại lý, do nguồn cung dồi dào nên giá phân bón sẽ giữ mức ổn định hoặc tiếp tục giảm nhẹ cho đến cuối năm 2023. So sánh với cái vụ mùa đông xuân 2022-2023 vừa rồi á, thì cái giá nó đã giảm nhiều, giảm sâu. Có những cái mặt hàng như đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ là nó giảm tới 40%, giảm sâu á. Còn riêng những cái như phân NPK, những phân bón khác á, thì nó giảm khoảng 20%. Phân bón của đại lý của tôi đang nhập á, đang bán ra thì nó cũng đã giảm một phần đáng kể so với vụ đông xuân vừa rồi. Sắp tới chắc là thị trường nó cũng sẽ giảm cho nông dân bớt trong cái vụ sắp tới để cho nông dân có động lực để làm nữa. Chi phí phân bón chiếm phần lớn tổng chi phí sản xuất trồng trọt. Trong bối cảnh giá phân bón có chiều hướng giảm, nông dân yên tâm hơn đầu tư cho mùa vụ. Cho nó giảm nữa đặng bà con nông dân đặng cho đặng có vốn mà sản xuất lần làm thi. Mong muốn là chẳng hạn như giá phân bón á thì có thể hạ chút đỉnh cho bà con nhờ. Giá phân bón đang giảm, nông dân mong mức giảm này duy trì ổn định lâu dài để không phát sinh chi phí sản xuất.